Ok, xin chào tất cả các bạn nhá. Trời hiện tại vẫn rất chi là nóng mọi người ạ. Thì các bạn nếu mà trời nóng ấy thì các bạn thường nghĩ đến việc điều tiên, đó là ở nhà bật quạt, bật điều hòa. Ok, nhưng nếu mất điện thì sao? Mất điện thì chúng ta sẽ phải dùng đến quạt tay nha mọi người nhá. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chế tạo một thứ đồ vật nữa, đó là chiếc quạt tay khổng lồ nha mọi người nhá. Nóng quá. Vừa chế tạo xong cái khung của chiếc quạt tay khổng lồ cho mọi người nhá. Thực sự là chế tạo làm việc trong cái thời tiết nắng nóng của miền Bắc là nắng kinh khủng luôn mọi người ạ. Thực sự là rất vất vả nhưng mà tôi sẽ không bao bỏ cuộc nha mọi người nhá. Mọi người hãy xem hết video và ủng hộ tôi nha mọi người nhá. Bây giờ chỉ còn nốt một phần, đó là dán ni lông vào cái khung quạt này mọi người ạ. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu ngay.
Dán ni lông xong được một nửa rồi, bây giờ tôi sẽ phải lật bên sang để dán nốt nửa còn lại nha mọi người nhá. Không đơn giản đâu, đặt bên không đơn giản nha mọi người nhá. Mọi người ơi nhá, đây sản phẩm của tôi đã chế tạo thành công sau nhiều giờ chế tạo này. Ôi dồi ôi, quá đẳng cấp luôn, thời tiết cực kỳ nóng mọi người ạ, vất vả lắm, nhưng mà tôi tính tôi lì lắm, cực kỳ lì luôn, tôi làm tươi bến luôn, không bao bỏ cuộc. Đây tôi cho mọi người xem nhá, đây là chiếc quạt tay khổng lồ, cực kỳ khổng lồ luôn. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem luôn nhá, nặng quá. À, tôi sẽ dựng ở đây để tôi xòe nó ra cho các bạn xem nhá. Đảo quá. À, bất ngờ sẽ từ từ lộ ra này. Thấy chưa mọi người? Đấy. Ok. Ok con gà đen, mọi người thấy chưa? Tên, hát, o, dấu lặng, v, l, o, g, s. Đây là chữ thổ vlog khổng lồ luôn. Các bạn chưa thấy một cái chữ nào nó to như này đâu. Ok, vào vấn đề chính nhá. Vào vấn đề chính, đó là cái chiếc quạt khổng lồ này. Chiếc quạt của tôi nhá. À, sao nhỉ? Nó cao 1m7. Cao tôi 1m6. Quạt này cao 1m7 mọi người nhá.
mét 7 cộng mét 7 khi mở hết ra nó là 3m4 mọi người nhá. Quá đẳng cấp luôn. Mọi người tôi chất không? Quá chất luôn. Bây giờ tôi sẽ quạt thử nhá. Để xem có thổi bay được cái cơn nóng ngay bây giờ không. Ok, tôi sẽ thổi thổi bay luôn cây kia luôn. Tôi xin kết thúc video ở đây. Thì tôi đã chế tạo thành công chiếc quạt tay khổng lồ đây nha mọi người nhá. Thì mọi người nếu mà thích video này hãy cho tôi xin một like, chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ tôi, để tôi có thể động lực làm chế tạo ra thêm được nhiều thứ hay nữa, khổng lồ hơn nữa nha mọi người nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.